Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 1. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 3, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1460, 7105, 3006. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4405. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 45400, 39392, 18603, 08026, 38131, 08344, 69763. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 23994, 55504. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 27272. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00696. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 744278. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 744278. 8.